Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của con trai Hoàng Duy, con trai đầu tiên của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Nếu trên phim, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có duyên với vai ông trùm, quyền lực khét tiếng nhưng con cái hư hỏng, thì ngoài đời cố nghệ sĩ lại có mái ấm yên ổn với vợ hiền, hai cậu con trai ngoan. Sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ở tuổi 65, thời gian chống chọi với bệnh tật là mất mát quá lớn đối với nền điện ảnh nước nhà. Bởi những năm tháng về hưu cuối đời, cố nghệ sĩ là một trong những vai diễn viên truyền hình đắt giá, để lại nhiều vai diễn ấn tượng, tạo hiệu ứng lớn đối với khán giả. Với người thân, gia đình, sự ra đi của ông để lại khoảng trống khá lớn, khó bù đắp. Ngay sau khi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chút hơi thở cuối cùng, anh Hoàng Duy, con trai cả của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, đã chia sẻ bức ảnh kỷ niệm của hai cha con, kèm dòng trạng thái: người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Hoàng Duy, con trai của nghệ sĩ Hoàng Dũng, có lẽ không phải là một cái tên xa lạ khi từng là một trong những diễn viên nhí được nhiều đạo diễn yêu thích. Sự nghiệp điện ảnh của Hoàng Duy bắt đầu một cách rất tình cờ khi anh theo bố đi làm phim Đêm 30 Tết của đạo diễn Khải Hưng và nhận một vai diễn nhỏ. Dù chỉ tham gia một vài phân cảnh nhưng diễn xuất của cậu bé Hoàng Duy thực sự khiến đạo diễn thích thú phải thốt lên rằng: con hơn cha rồi đấy. Liên tiếp những năm sau, cứ mỗi bộ phim chiếu chiều 30 Tết của đạo diễn Khải Hưng thì Duy lại có một vai. Cho đến khi Mục Thư Giãn Cuối Tuần trên truyền hình ra đời, chưa một diễn viên nhí nào qua mặt được Duy, vì theo đạo diễn Khải Hưng thì Duy không hề biết trước kịch bản. Còn sau này tụi trẻ đều biết trước tình huống nên đạo diễn không khoái nữa. Quà năm mới, Chú Dế Nhỏ Tội Nghiệp, Bà Và Cháu là bộ phim thiếu nhi Duy làm về sau này. Dù ngay từ khi còn nhỏ Hoàng Duy đã được làm quen với máy quay, nhưng nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vẫn thấy cậu con trai cả ngoan và nhút nhát lắm. Hồi nhỏ, Duy nhỏ bé so với bạn bè cùng trang lứa và ít bộc lộ cá tính. Nam diễn viên kể, ông nhớ có lần con trai vừa ra cửa gặp đứa trẻ hàng xóm là bị lôi ra đánh. Hoàng Dũng lân la hỏi chuyện mới biết con mình thường xuyên bị bắt nạt. Một hôm, về nhà thấy con khóc vì lại bị bạn mới đánh. Ông tức giận quát con: ngay bây giờ mày sang nhà đó đứng giữa cửa chờ thằng đấy đi ra ngoài, không cần lấy cớ gì hết, đấm giữa mặt nó, mày không đấm nó thì về đây ta đấm mày. Sự cố xảy ra vì sự mất bình tĩnh, nhưng Hoàng Dũng muốn cậu con trai hiểu rằng bản thân cậu phải mạnh mẽ và biết tự bảo vệ mình để không ai bắt đoạt được mình vô cớ. Từ đó, Hoàng Duy tự tin hơn rất nhiều, không chắc bài học đó làm cậu ta thay đổi tính cách, nhưng chắc chắn đó sẽ là bài học lớn để Duy trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Nhân dân Hoàng Dũng từng hy vọng cậu con trai cả sẽ nối nghiệp diễn, nhưng Hoàng Duy nhất quyết, dứt khoát không theo nghiệp của bố. Quãng thời gian dài dành cho đam mê nghệ thuật, Hoàng Duy lại bỏ ngang để theo thử sức với kinh doanh. Hiện tại anh đang điều hành công ty nhập khẩu xe hơi của gia đình, chuyên cung cấp dòng xe sang siêu xe. Ngoài công việc kinh doanh, Hoàng Duy cũng nuôi lại niềm đam mê với võ thuật sau một thời gian dài bị bỏ quên. Hoàng Duy hiện đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có một cậu con trai đầu lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.